địa điểm đàng hoàng nha. Trong luật chế định đó. Luật chế định là sao? Vị tỳ kheo đi bên đây đường không được nói pháp cho người đi bên kia đường là sai luật. Mình không thể đi đằng sau mà nói pháp cho người đi đằng trước nghe cũng sai luật. Mình không thể ngồi ở dưới mà nói pháp cho người ngồi ở trên nghe là sai. Cho nên phải đúng lúc đúng thời. Cái ông này ông bị nhiễm pháp, lúc nào ông cũng nói, ông nói riết, quý vị biết không, bạn bè ông xa lánh từ từ riết, rồi người thân của ông cũng né ông luôn, gặp ông là ông nói riết ta sợ. Cuối cùng còn bà vợ, bà vợ, cái này chuyện thật 100%. Bà vợ mới gặp chúng tôi qua bên bển, bà vợ mắng vốn, nói sư ơi, sư nói ông xã con sao chứ, sao bây giờ ông bị nhiễm pháp quá rồi, gặp ai ông cũng nói. Con lần ông nói con ấy, con mới nói sao ông không giỏi ông về ông độ bên nhà ông đi, mẹ ông đó, chị em ông đó đông lắm ông độ đi. Quý vị biết ông trả lời sao không? Ông nói mấy người đó né tôi hết rồi, bây giờ còn có mình bà ráng, bà để tôi độ bà đi. Trời ơi, độ người ta mình ăn ní vậy đó. Nên là mình phải làm sao cho mình an lạc, người ta an lạc. Còn cái ông này ông rắc rối khổ đau, ông đi cho người ta rắc rối khổ đau mà. Thường thì mình có cái gì mình cho người ta cái đó, đúng không nè? Quý vị phải tu làm sao mà quý vị phải có an lạc. Quý vị ở đâu, ngồi ở đâu, cũng người, cái người kế bên họ cũng an lạc. Đó, độ chúng sinh là độ như vậy đó. Chứ gì đâu mà ta gặp người ta sợ, ta né muốn chết à, không độ được chúng sinh. Nãy chúng tôi có nói một câu đó, tu làm sao mà ông chồng kỳ này tháng sau chùa Hưng Pháp mà khó khóa tu là ông đòi đi theo ông tu. Chứ không phải để nhìn xuống toàn là thấy nữ tu không mà nam không thấy. Mình giờ mình độ ông luôn, độ ông chồng mình. Quý vị độ ông chồng nó hay lắm. Trong kinh Hạnh Phúc á, nó có cái pháp gọi là độ thân bằng quyến thuộc là phúc lành cao thượng. Quý vị biết tại sao mà độ thân bằng quyến thuộc là phúc lành cao thượng không? Ai trả lời đúng chúng tôi thưởng liền. Là bởi vì sao quý vị biết không? Mình phải độ những cái người này, chồng mình, con mình, vợ mình, cha mẹ mình, ông bà, dòng họ. Bởi vì những người này chắc chắn 100% trong dòng sanh tử luân hồi sẽ gặp lại. Mà mình không độ họ kiếp này thì lần sau mình gặp lại mình khổ nhiều hơn là mình vui. Còn bây giờ mình tranh thủ mình độ họ trước đi. Họ biết tu thì đời sau trong dòng sanh tử luân hồi có gặp lại mình khỏe. Hiểu ý không? Tức là con mình nó biết tu mà lỡ trong kiếp luân hồi tương lai mà có gặp lại người con mình, phước của nó có, mình khỏi phải gánh. Ông chồng mình tu, lỡ mà trong dòng sanh tử luân hồi tương lai có gặp lại, ổng có phước, mình nương theo ổng, mình hưởng thôi chứ không cần mình phải độ nữa. Tại vì ổng tu là ổng có phước rồi. Mình mà mình gặp cái người ở chung với người có phước thì sao? Thì hạnh phúc thôi, không có đau khổ. Gặp một cái người hiểu biết, biết tu, biết giáo lý, biết làm chủ được cảm xúc, biết thực hành lời dạy của Đức Phật thì quý vị thấy có gì tuyệt vời hơn? Nếu mà người đó là người chồng mình, người con mình thì quá tuyệt vời, mà họ là có phước rồi. Đó. Thứ ba là tu là cố gắng thực hành, tu là phải nhớ làm lành đầu tiên. Phải cố gắng thực hành nghe. Chứ đừng có lý thuyết không được. Chúng ta học pháp phải hành pháp. Giống như cái muỗng nằm trong nồi canh, không nếm được hương vị của canh thì giống như người học pháp mà không hành pháp. Còn cái người học pháp mà hành pháp thì giống như cái lưỡi nếm được vị canh. Cho nên tu là phải gắn thực hành, phải làm được. Tu là gì đó? Tu ở đây là trau dồi, phải làm sao cho nó được, phải thực hành. Có nhiều người quý vị biết không, họ nói mà họ không làm. Nhưng mà ngược lại song song cũng có nhiều người làm mà không nói. Có những người họ tu ít nói. Thường thì cái người có thì không khoe, cái người khoe thì không có. Lời thật thì mất lòng, nhưng mà lời được lòng chưa chắc đã thật. Đúng không nè? Nhiều cái lời nói ngọt ngào, chót lưỡi đầu môi, nghe mát lắm, nhưng mà chưa chắc đã thật. Cho nên tôi thích cà phê đen, tuy nó đắng nhưng nó nguyên chất. Tôi thích lời nói thật, tuy nó mất lòng nhưng đáng để tin. Vỗ tay một cái cho nó có không khí. Nào quý vị cứ nghe là vỗ tay thôi cho nó.
người ta có bốn cái sự suy vong, cho nên người ta mới đi xuất gia. Thứ nhất là lão suy vong, có nghĩa là cái sự già đến với một chúng sanh rồi đó, thì người ta mới nghĩ tới cái chuyện đi xuất gia tu hành. Thứ hai là tài sản suy vong, có nghĩa là cái người này tài sản bị mất mát, hoặc là trước đây không có, sống trong một cái hoàn cảnh khó khăn, thì họ cũng nghĩ đến cái chuyện đi xuất gia. Cái nguyên nhân mà con người chúng ta đi xuất gia tu hành là trong đó có nguyên nhân là bị tài sản suy vong. Ngoài vấn đề lão suy vong, tài sản suy vong. Thứ ba là gì? Thứ ba là sức khỏe suy vong, nghĩa là sức khỏe của cái người này không còn mạnh nữa, không còn khỏe nữa, có thể bị ốm đau, cho nên người ta mới nghĩ đến cái chuyện xuất gia tu hành, nghĩ đến cái chuyện mà ăn mài đầu Phật, tức là vào trong chùa để chúng ta tu tập. Và cái nguyên nhân thứ tư mà con người chúng ta nghĩ đến cái chuyện xuất gia tu hành đó là quyến thuộc suy vong, có nghĩa là cái người này không còn bà con thân quyến nữa, cái người này giống như là người mồ côi, thì họ mới nghĩ đến cái chuyện đi xuất gia. Thì kính thưa quý vị, không phải thời nay mà thời Đức Phật còn tại thế thì cái quan niệm đi xuất gia ngày xưa nó cũng giống như thời này. Có bốn cái nguyên nhân mà Đức Vua Koreya đã nêu lên với tôn giả Đắc Ba La rằng là ở thế gian có bốn cái nguyên nhân dẫn đến con người ta đi tu, đi xuất gia. Thứ nhất là lão suy vong, là cái sự già, khi người đến ta đến tuổi già rồi người ta mới lo tu. Mà quan niệm này ở Việt Nam bây giờ cũng thấy có. Nhiều khi mình rủ mấy người trẻ đi tu, ta nói trẻ tu làm chi, để về già tu chứ. Hai là do tài sản suy vong, tức là nhiều khi họ không còn của cải tiền vật chất nữa, họ cũng đâm ra buồn chán thế gian rồi họ đi xuất gia tu. Thứ ba là sức khỏe, và thứ tư là quyến thuộc. Thì lúc bấy giờ Đức Vua Koreya mới hỏi trong Giả Đất Ba La rằng là người ta vì bốn cái sự suy vong này, bốn cái nguyên nhân này dẫn đến người ta đi xuất gia đầu Phật, còn tôn giả thì trẫm nhìn trẫm thấy không có nằm trong bốn nguyên nhân này. Thứ nhất là tôn giả Đất Ba La xuất thân từ một gia đình trưởng giả giàu có, là một công tử, cho nên không có bị cái tình trạng là tài sản suy vong. Thứ hai là tôn giả xuất gia trong cái tuổi còn rất trẻ, thì cũng không nằm trong cái tình trạng là lão suy vong, nó chưa có già. Tôn giả Đắc Ba La là một cậu thanh niên tuổi còn trẻ mà lại đi xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật, cho nên cũng không nằm trong cái tình trạng là do lão suy vong. Và tôn giả Đắc Ba La cũng không nằm trong cái tình trạng gọi là sức khỏe suy vong hay là quyến thuộc suy vong, bởi vì dòng họ trưởng giả của ngài còn rất là nhiều bà con quyến thuộc. Như vậy thì xin được hỏi tôn giả Đắc Ba La rằng là vì nguyên nhân gì mà ngài lại đi xuất gia? Thì lúc bấy giờ tôn giả Đắc Ba La mới trả lời cho Đức Vua Koreya rằng: Bần tăng không biết theo cái quan niệm của thế gian như thế nào về cái việc mà đi xuất gia, nhưng ở đây bần tăng nghe bậc đạo sư, tức là chính Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác, ngài giảng về bốn cái bản chất của đời sống, bốn cái bản chất của thế gian, cho nên bần tăng mới đi xuất gia. Và tôn giả Đắc Ba La mới trình bày bốn cái bản chất thế gian mà được chính Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng, mà tôn giả Đắc Ba La nghe và thấu hiểu, để rồi tôn giả Đắc Ba La mới đi xuất gia. Bốn cái bản chất thế gian là gì? Tôn giả Đắc Ba La mới giảng thuyết cho Đức Vua Koreya rằng: Thứ nhất là Ubani Yanti Loko Atuvoti, cái bản chất thứ nhất của thế gian, đó là thế gian bất tồn, đưa đến chỗ hoại diệt. Ubani Yanti Loko Atuvoti, tức là cái bản chất thứ nhất là thế gian bất tồn, đưa đến chỗ hoại diệt. Thứ hai, bản chất thứ hai của thế gian là gì? Attano Loko Anaphisaroti, nghĩa là thế gian là vô hộ vô chủ, đó là bản chất thật của cái thế gian này, là vô hộ vô chủ. Thứ ba là Asako Loko Sabbang Baha.